Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng đến với bản tin sáng cuộc sống 24 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tôi là Mỹ Linh và tôi là Thu Hiền. Sau đây là những thông tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Nhiều người dân ở vùng nông thôn vẫn có tâm lý chủ quan tham gia giao thông kiểu đường làng ngõ xóm, dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Việc chữa lành cần phải tỉnh táo để tránh trục lợi, tiền mất tật mang. Đi ngược lại với xu hướng là những nội dung giật gân, câu view, câu like đang tràn lan trên mạng xã hội, kênh ẩm thực Mẹ Làm luôn kiên định với hình ảnh chân thật, bình dị và góp phần truyền cảm hứng lan tỏa ẩm thực Việt ra toàn thế giới. Một đợt nắng nóng nghiêm trọng đang quét qua các vùng rộng lớn của Ấn Độ, với nền nhiệt cao nhất vượt trên 52 độ, nhiệt độ cao chưa từng thấy trong lịch sử nước này. Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về đường phố quận Manhattan, thành phố New York để tận mắt ngắm nhìn cuộc trình diễn ánh sáng đẹp mê hồn của mặt trời lúc hoàng hôn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2024, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Cục Phòng chống ma túy và tội phạm xác lập chuyên án đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào. Đơn vị vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn. Sau một thời gian lập chuyên án thì đến 11 giờ 20 phút ngày 26 tháng 5 năm 2024, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Giang, lực lượng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp với Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam bắt quả tang 8 đối tượng người Lào gồm 3 nam, 5 nữ. Tang vật thu giữ là 198 kg ma túy các loại, một ô tô mang biển kiểm soát Lào. Trong quá trình đấu tranh đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, hiện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang chỉ đạo các đơn vị mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, chữa lành là thuật ngữ dùng để thể hiện các biện pháp trong việc hàn gắn, phục hồi sức khỏe, thể chất cũng như là cảm xúc, tâm lý, tình cảm con người sau các thương tổn, là nhu cầu bình thường của nhiều người dân trong cuộc sống hàng ngày. Thời gian qua, chữa lành đã trở thành phong trào khi người người, nhà nhà chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội. Vâng, không phủ nhận vai trò của trào lưu chữa lành khi nhiều người tự thay đổi được bản thân, cảm xúc, tâm lý, thoát khỏi rối loạn, trầm cảm và lo âu. Tuy nhiên, việc chữa lành cũng cần tỉnh táo để tránh bị trục lợi, tiền mất mà bệnh lại không khỏi. Thống kê tại Việt Nam cho thấy, gần 15 dân số, tức khoảng 15 triệu người đang mắc các rối loạn về tâm thần. Trong đó, tỷ lệ trầm cảm, lo âu chiếm 5,4% dân số, còn lại là các rối loạn tâm thần khác. Với người dân thì chữa lành có nhiều quan điểm khác nhau. Cuộc sống thì sẽ rất khó tránh được những cái lúc mà gặp tổn thương về tâm lý, về tinh thần hoặc là có một cái stress hoặc là một cú sốc nào đó. Và những lúc đấy thì mọi người chỉ cần có thể chia sẻ, một là chia sẻ với những người mình yêu thương như là gia đình, bạn bè thân thiết, hoặc có thể là chọn lựa một cách lối sống tích cực. Chữa lành thì theo em hiểu thì xung quanh ta có rất nhiều thứ khiến mình xì chết hoặc là bị mông lung chẳng hạn, thì cần tìm một cái để mình bám vào, mình để mình theo đó thì mình có thể làm lành lại, chữa lành cái tâm hồn của mình để mình có thể tiếp tục vào những cái công việc cuộc sống. Chữa lành nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó cần phải kể đến những áp lực cuộc sống, công việc của xã hội hiện đại. Những khó khăn nan giải phải đối mặt ngày càng tăng, khiến không ít người, nhất là giới trẻ không thích ứng kịp thời, rơi vào trạng thái trầm cảm, mất phương hướng. Cái bản chất của chữa lành nó là để cho chúng ta hạnh phúc hơn, để cho chúng ta có thể rằng là nói ra được, chia sẻ được những cái vấn đề ở trong cái gọi là trong cái những cái tổn thương ở bên trong mình. Chữa lành là cái cách để mà chúng ta nói một cách rất là đơn giản, đó là vượt qua những cái gọi là trầm cảm, vượt qua những cái tổn thương, vượt qua những cái lưu cữu ở trong trái tim của chúng ta. Cũng mong muốn chữa lành, chàng trai 22 tuổi này rơi vào tình trạng thường xuyên mất ngủ kéo dài. Nhưng thay vì chọn những khóa học chữa lành, anh lại quyết định đến khám bác sĩ tâm lý để có liệu trình điều trị dứt điểm. Tình trạng mất ngủ của em thì được khoảng độ 6 tháng. Vẫn cũng nhớ gia đình. Một ngày em ngủ được độ 5 tiếng. Lúc đi làm thì có trường hợp là buồn ngủ,
đi xe máy có thể là gục gật. Hiện nay, cả nước chỉ có hơn 140 nhà tâm lý lâm sàng và tâm lý trị liệu trong các bệnh viện công. Chỉ tuyến tỉnh và trung ương có chuyên khoa tâm thần cung cấp dịch vụ chăm sóc, điều trị. Lĩnh vực tâm thần rất chuyên biệt, rất đặc thù. Vậy nên, với những người tự xưng là chuyên gia tâm lý trên mạng, người dân cần hết sức thận trọng. Khi mà chúng ta thấy có những cái dấu hiệu bản thân mà chúng ta thấy là cần phải chữa lành thì chúng ta nên gặp bác sĩ, gặp chuyên gia về tư vấn sức khỏe, chứ chúng ta đừng có theo những cái lớp này lớp kia ở trên mạng. Về cơ bản để mà điều trị bệnh thì chúng ta cái đầu tiên là chúng ta phải đến bác sĩ đã, xem bác sĩ cho thuốc như thế nào và người ta thấy là ở cái mức độ này đã cần phải dùng thuốc chưa hay chỉ cần tâm lý liệu pháp thôi. Còn nếu như nó dùng thuốc thì chắc chắn là phải do bác sĩ chỉ định, chứ chúng ta không thể tự mua uống được, chứ không phải tự mua hoặc nghe người này nói, người kia nói. Những dịch vụ chữa lành đang có xu hướng tự phát, ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể kinh doanh dù không có chuyên môn gì về y tế, tâm lý. Để tránh tiền mất tật mang, mỗi cá nhân phải tự nâng cao nhận thức, hiểu biết để phân biệt được chữa lành thật, chữa lành giả. Lựa chọn dịch vụ phù hợp với bản thân và điều kiện của mình. Trong những ngày cuối tháng 5 năm 2024, thời tiết nắng nóng gay gắt oi bức tái diễn ở nhiều khu vực của cả ba miền đã làm tiêu thụ điện toàn quốc lại tăng cao kỷ lục. Sản lượng điện tiêu thụ điện toàn quốc ngày 28 tháng 5 năm 2024 đã đạt đỉnh kỷ lục mới là hơn 1 tỷ kWh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tiêu thụ điện toàn quốc trong ngày vượt mốc này. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, những ngày qua, thời tiết nắng nóng gay gắt, oi bức tái diễn ở nhiều khu vực của cả ba miền đã làm tiêu thụ điện toàn quốc tăng kỷ lục. Số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, mặc dù công suất đỉnh của toàn hệ thống đến ngày 28 tháng 5 chưa vượt qua đỉnh của cuối tháng 4, nhưng sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc lần đầu tiên trong lịch sử đã vượt 1 tỷ kWh. Để chung tay góp phần đảm bảo cung cấp điện trong mùa hè nắng nóng, EVN mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ và hành động tích cực phối hợp của người dân cũng như khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm trưa và tối. Ngày 30 tháng 5, Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội đã tổ chức buổi diễn tập các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với sự tham gia của nhiều lực lượng tại Trung tâm Thương mại Eumo Hà Đông. Đây là kế hoạch nhằm nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi xảy ra tình huống cháy nổ đối với trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, tập trung đông người, đồng thời đánh giá khả năng ứng phó, xử lý và công tác phối hợp giữa các lực lượng. Với tình huống giả định vào hồi 8 giờ 30 phút, cháy tại khu vực quầy hàng, tại sảnh vườn ươm tầng 1 ở trung tâm thương mại, nguyên nhân sự cố quá tải gây chập điện, đám cháy lan ra bao bì hàng hóa. Để gần ổ điện tại quầy hàng, do có chứa số lượng lớn, chất cháy là vật liệu có tốc độ cháy lan lớn, đám cháy nhanh chóng phát triển nhanh, sinh ra nhiệt lớn và nhiều khói, khí độc. Tại thời điểm cháy, trung tâm thương mại có khoảng 2.000 người đang có mặt, khi thấy cháy nhanh chóng chạy ra ngoài. Trung tâm thương mại Mô sẽ tập trung vào kiểm tra các trang thiết bị và tuyên truyền hướng dẫn về tất cả các nhân viên và những người làm việc tại Trung tâm Thương mại Eumo Hà Đông về kiến thức phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm, các cách sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu tại chỗ để nâng cao ý thức về vấn đề phòng cháy chữa cháy. Thì được huấn luyện về những cái kỹ thuật, những cái kỹ năng về chữa cháy, phòng cháy chữa cháy, hay là những nhân viên gian hàng, những người trong đội chữa cháy cơ sở, người ta đã được trao dồi rất nhiều các kinh nghiệm qua những cái buổi diễn tập như thế này để tăng cường là khi có sự cố xảy ra là tất cả mọi người đều có thể xử lý được đám cháy và đều có thể thoát nạn khỏi đám cháy để bảo toàn tính mạng cho mình. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ của trung tâm thương mại trực tiếp phong tỏa hiện trường, thực hiện các biện pháp chữa cháy cần thiết, sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, vừa kịp thời thông tin cho các cơ quan chức năng của thành phố. Chỉ ít phút sau, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời. Với 15 xe chuyên dụng, gồm 1 xe chỉ huy chữa cháy, 4 xe chữa cháy, 2 xe cứu nạn cứu hộ, 2 xe thang, 1 xe cứu thương, 1 xe chở quân của Ban Chỉ huy quân sự, 4 xe chuyên dụng của Công an quận đã nhanh chóng dập lửa, tổ chức thoát hiểm, cấp cứu người bị nạn. Trong thời gian qua thì trên địa bàn thành phố Hà Nội đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ. Vào mùa nắng nóng thì các nguy cơ cháy nổ liên tiềm ẩn. Cho nên trước thực trạng đó thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông
phối hợp với trung tâm Aomon Hà Đông tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp quy mô công an quận. Thì trong cái buổi thực tập phương án thì chúng tôi cũng chú trọng hướng dẫn cơ sở, đặc biệt là trong công tác thoát nạn, bởi vì là tại trung tâm Aomon Hà Đông thì số lượng cán bộ công nhân viên cũng như là người dân đến đây tập trung rất là đông. Bên cạnh đó thì việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ thì nâng cao cái sự phối hợp giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp với lực lượng phòng cháy cháy cơ sở trong việc mà tiếp nhận xử lý thông tin báo cháy. Buổi diễn tập góp phần nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy của các đơn vị trong việc xử lý các tình huống cháy nổ lớn, phức tạp trên địa bàn. Thông qua công tác thực tập phương án chữa cháy cứu hộ, đơn vị sẽ rút kinh nghiệm để xây dựng các nội dung kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn đối với loại hình như chợ, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người để đưa vào huấn luyện thường xuyên. Thời gian qua, cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn giao thông cả nước luôn được sự quan tâm đầu tư, giúp người dân đi lại dễ dàng, thuận tiện hơn, tăng năng lực lưu thông và thông thương hàng hóa. Trong đó, các tuyến đường tỉnh, khu vực nông thôn cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Vâng, khi cơ sở hạ tầng không ngừng nâng lên, kinh tế xã hội phát triển thì công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội cũng trở nên vất vả hơn. Đặc biệt ở khu vực nông thôn, nhiều người dân vẫn giữ tâm lý chủ quan, đi đường kiểu đường làng ngõ xóm, dẫn đến các vi phạm hoặc các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cho nên công tác tăng cường đảm bảo an toàn giao thông lại càng cần thiết. Vượt đèn đỏ không đội mũ bảo hiểm, hoặc chỉ đội khi thấy lực lượng chức năng hoặc ống kính máy quay. Đây là hình ảnh ở ngã tư biển thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa của tỉnh Bắc Giang. Nhiều người dân thường có tâm lý chủ quan vì quãng đường ngắn, gần nhà mà vi phạm luật giao thông. Nhằm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hiện Công an huyện Hiệp Hòa đang ứng dụng trích xuất camera giám sát giao thông để xử phạt các hành vi vi phạm. Mới đây, Công an huyện đã xử phạt một người phụ nữ vi phạm giao thông 26 lần trên tháng. Trong đó, có 10 lần không đội mũ bảo hiểm và 16 lần không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Thông qua cái hệ thống camera giao thông trên địa bàn huyện, thì chúng tôi đã trích xuất để xác định cái thông tin về phương tiện, chủ phương tiện, cá nhân, tổ chức vi phạm để chúng tôi gửi thông báo đến công an xã, phường, thị trấn nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân cư trú đóng trụ sở để giải quyết vụ việc, và chúng tôi cũng sẽ gửi thông báo đến trực tiếp đến chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân biết để chấp hành cái việc xử lý theo quy định. Điển hình là trong thời gian gần đây chúng tôi xử phạt một trường hợp là điều khiển phương tiện không chấp hành tín hiệu của đèn giao thông, cụ thể là vượt đèn đỏ 26 lần vi phạm trong một cái khoảng thời gian là rất là ngắn. Không chỉ trung tâm thị trấn, ở các tuyến đường tỉnh cũng được tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm. Đa số người dân vi phạm khi được hỏi đều cho biết do thói quen di chuyển quãng đường ngắn, đường vắng nên chủ quan không đội mũ bảo hiểm hoặc đi nhanh hơn tốc độ cho phép. Chú biết là hôm nay là chú không đội mũ để bảo gì. Hai là giấy tờ xe đúng của chú, gọi là lần đi cỗ bàn thì là rơi mất từ lâu rồi. Không, cái xe được đi cỗ để bàn quanh quanh gần, chú cũng chả dám đi xa. Thường là cứ quen như thế, cứ gần đây là chú không đội, xóm nọ sang xóm kia là chú không đội mũ. Nhưng mà đi ở xã khác là chú đi cỗ bàn thì chú đi mũ mão hẳn rồi. Anh chả bao giờ vi phạm, hôm nay anh ở ao anh đi, đội ra nắng anh đội mũ anh đi, thì anh đi phi thẳng đi xem ao cá trên này thì mấy khi lên rừng thịt đùng này đâu, ít khi lắm, năm khi lên 1-2 lần. Nhà anh có xa ở đây không? Nhà anh cách cả 2 cây. Cái vấn đề này cũng hầu hết xảy ra ở các vùng thì mọi người hay chủ quan về cái quãng đường ngắn với lại mối nguy, thì đôi khi mọi người cũng chưa nhận biết, chưa nhận rõ ra được cái mối nguy khi xảy ra khi tham gia giao thông ở trên những cái quãng đường ngắn, thì mọi người cứ chủ quan là đi ít thì sẽ không sao ấy. Có một thực tế, hiện nay một bộ phận người dân nông thôn vẫn không tuân thủ những quy định của pháp luật về an toàn giao thông, với những vi phạm phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, trở quá số người quy định, phóng nhanh vượt ẩu. Họ luôn nghĩ rằng tai nạn giao thông chỉ xảy ra ở các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, chứ mấy khi xảy ra ở đường làng ngõ xóm. Nhưng thực tế, theo thống kê của ngành chức năng, số vụ tai nạn giao thông ở khu vực nông thôn cao thứ hai chỉ sau tai nạn trên các tuyến quốc lộ. Vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông nói chung và trên các cái tuyến đường nông thôn nói riêng ấy, là vẫn còn chưa nêu cao cái ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông.
thể hiện là vẫn còn một số ít là không đội mũ bảo hiểm. Hiện tại ở đây là chúng tôi đang kiểm soát tại cái một điểm tại đường tỉnh 288 thuộc địa phận xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Qua cái quá trình tuần tra kiểm soát ấy, trong buổi sáng hôm nay thì chúng tôi đã phát hiện và xử lý được rất nhiều những trường hợp mà chạy quá tốc độ ở cái tuyến đường này và những trường hợp không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu tham gia giao thông. Phân tích nguyên nhân tai nạn cho thấy chủ yếu là do lỗi của người tham gia giao thông. Do vậy, việc chính quyền địa phương cùng với các ngành chức năng tích cực tuyên truyền, đồng thời tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông tại khu vực nông thôn, đóng vai trò không hề nhỏ trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với phần điểm báo. Bài viết đầu tiên trong phần điểm báo ngày hôm nay có trên báo điện tử VOV. Thực tế cho thấy là đợt hạn mặn vừa qua, nơi nào mà hệ thống thủy lợi khép kín, người dân chủ động trong việc đào ao, xây hồ trữ nước thì giảm được thiệt hại do thiên tai gây ra. Đây chính là nội dung của bài viết Vùng đồng bằng sông Cửu Long gồng mình chống hạn mặn. Hiện nay đã vào mùa mưa, người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đang hối hả bắt tay vào lao động sản xuất vụ hè thu, nhưng vẫn không quên những tháng ngày cật lực vừa qua đã chung tay chiến đấu với hạn hán và mặn xâm nhập. Đáng ghi nhận tại các địa phương như là Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, mức độ xâm nhập mặn còn nghiêm trọng hơn cả năm mùa khô của 2016. So với các đợt hạn mặn trước đây, thì đợt hạn mặn vừa qua có nét khác biệt là giai đoạn đầu mùa khô diễn biến chậm, nhưng từ giữa tháng 3 đến khoảng đầu tháng 4 thì xâm nhập rất nhanh. Thời tiết nóng bức lên đến 36 độ, nên công tác ứng phó của chính quyền và nhân dân rất quyết liệt. Ảnh hưởng của thiên tai nặng nề nhất là tại hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Hạn mặn tuy thiệt hại về sản xuất không lớn, nhưng lại xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân nghiêm trọng. Và trước thực trạng này, nhiều cơ quan doanh nghiệp, mạnh thường quân xa gần cũng đã chở hàng trăm nghìn mét khối nước ngọt, bình nước lọc để hỗ trợ vùng khó khăn, thắm đượm tình nghĩa. Dự án kênh dài nhất thành phố Hồ Chí Minh bị lấn chiếm mặt bằng là bài viết tiếp theo được đăng tải trên báo VN Express. Những ngày gần đây, dãy nhà ven kênh Tham Lương, đoạn gần đường Kim Dương Vương, quận Bình Tân, được chủ hộ thuê người tháo dỡ phần lấn chiếm phía trước để giao lại mặt bằng khi chính quyền vận động. Tham Lương Bến Cát, rạch nước lên là tuyến kênh dài nhất thành phố Hồ Chí Minh với gần 32 km, đi qua 7 quận huyện gồm Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, 12 và huyện Bình Chánh. Theo Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, đến cuối tháng 4, địa phương đã xử lý xong 205 trường hợp. Những hộ còn lại gặp vướng mắc như là chủ đầu tư chưa bàn giao danh sách chính xác để người dân tự tháo dỡ. Một số trường hợp thì chưa đồng ý với diện tích đất nhận tiền đền bù, danh mốc thực địa sai lệch so với hồ sơ bồi thường và danh quy hoạch. Ngoài ra cũng có một số trường hợp trồng danh khu công nghiệp Tân Tạo. Địa phương đang phối hợp với các bên liên quan kiểm tra vận động để xử lý dứt điểm và giao mặt bằng thi công tại con đường ven kênh. Trên báo Tiền Phong có nội dung bài viết đề xuất thí điểm mở rộng đất làm dự án nhà ở thương mại. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 80 đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về việc nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, luật đất đai năm 2024 tiếp tục duy trì cơ chế chuyển dịch đất đai tự nguyện nhưng có sự thu hẹp so với trước đây. Theo đó, chỉ cho phép thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo điểm B khoản 1, điều 127. Theo luật đất đai năm 1987, luật đất đai năm 1993, luật đất đai năm 2003, luật đất đai 2013 và quy định hạn mức giao đất của các tỉnh hiện nay. Bộ Tài nguyên Môi trường cũng cho biết thực tế nêu trên dẫn đến khó khăn có dự án nhà ở thương mại cho các doanh nghiệp thực hiện đáp ứng được yêu cầu về diện tích đất ở được nhận chuyển nhượng và quy hoạch chi tiết dự án thì lại thường lớn hơn rất nhiều so với diện tích đất ở hộ gia đình cũng như là cá nhân hiện có. Đi ngược lại với xu hướng là những nội dung giật gân câu view câu like đang tràn lan trên mạng xã hội, kênh ẩm thực Mẹ Làm luôn kiên định với hình ảnh chân thật, bình dị và góp phần truyền cảm hứng lan tỏa ẩm thực Việt ra toàn thế giới. Để xây dựng dữ liệu, ngoài phát triển công nghệ, Trung Quốc đang thu hút người làm nghề đi lập bản đồ. Rất đông người dân và du khách đã đổ về thủ đô Buenos Aires, Argentina để tham gia lễ hội truyện tranh Comic-Con.
Quý vị và các bạn đang theo dõi Y tế trong ngày trên VTC14. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận đơn tố cáo của một phụ nữ để chuyển cơ quan điều tra vụ việc ông Nguyễn Quốc Thắng, 40 tuổi, giả mạo là bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tập vật lý trị liệu cho con 9 tháng tuổi, khiến bé nguy kịch tử vong. Trong đơn, người mẹ cho biết con gái sinh ngày 12 tháng 6 năm 2023 có bệnh lý não. Khi bé điều trị tại khoa nội thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 2, chị gặp ông Nguyễn Quốc Thắng mặc áo blue và tự giới thiệu là bác sĩ khoa phục hồi chức năng kiêm giảng viên của bệnh viện. Người đàn ông bắt chuyện làm quen, đề xuất đến nhà tập vật lý trị liệu cho cháu để gia đình không phải đến viện hàng ngày. Ông Thắng đưa phác đồ điều trị khoảng 3 năm, chi phí mỗi ngày là 300.000 đồng, mỗi lần tập từ 30 đến 45 phút, bắt đầu từ 25 tháng 10 năm 2023. Hôm 11 tháng 3, khi đang được ông Thắng tập trị liệu, bé chân tím tái, mất phản xạ, gia đình đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu nhưng bé không qua khỏi. Người mẹ cho rằng quá trình tập và điều trị, ông Thắng không tập trung vào chuyên môn, thường xuyên nói chuyện điện thoại, trao đổi công việc, bỏ mặc bé khóc la. Ông có các động tác mạnh bạo như bẻ cổ, lắc và vỗ đầu, bẻ chân tay, lật người, đè bé áp mặt xuống mặt nệm. Đại diện Nhi Đồng 2 khẳng định ông Nguyễn Quốc Thắng không phải là nhân viên bệnh viện. Nơi này đã báo cáo Sở Y tế giải quyết quy trình khiếu nại, tố cáo theo quy định. Hàng năm khi bước vào mùa mưa là mùa sinh sôi phát triển của rất nhiều loại rắn độc, cũng là thời điểm số người phải nhập viện do rắn cắn gia tăng. Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh đã đưa ra cảnh báo tình trạng về ngày càng đông người bị rắn cắn trong mùa. Thời gian gần đây, không riêng người lớn nhập viện vì bị rắn cắn, mà bệnh viện còn tiếp nhận nhiều trường hợp là trẻ em. Đa số bệnh nhân nhập viện đều bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần lưu ý đề phòng rắn lục đuôi đỏ cắn trong mùa mưa tới. Nếu di chuyển ban đêm, cần có đèn pin soi hai bên lối đi để kịp thời phát hiện rắn ở ven đường đi, nên ngủ mùng để vừa tránh muỗi đốt, vừa tránh rắn và các côn trùng khác tấn công. Thường xuyên phát quang bụi rậm, giữ vệ sinh nhà cửa thông thoáng. Khi bị rắn cắn để làm chậm hấp thu nọc rắn vào cơ thể, nạn nhân ngồi im và đặt tay chân bị cắn thấp hơn tim, rửa sạch vết thương, băng chặt chân tay bị cắn với băng vải. Băng bắt đầu từ phía vị trí vết cắn đến gốc chi để hạn chế hấp thu độc chất theo đường bạch huyết, nẹp cố định chi bị cắn và nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện. Tuyệt đối không rạch da hút nọc độc bằng miệng hay rác hút vì những cách này không có hiệu quả, thậm chí có thể gây nhiễm trùng, tăng sự hấp thu nọc độc và chảy máu tại chỗ. Nhóm thuốc corticoid là nhóm thuốc chống viêm, giảm đau mạnh, chống dị ứng, ức chế miễn dịch, được áp dụng trong điều trị của nhiều chuyên khoa khác nhau như khớp, dị ứng, thận, hô hấp. Bên cạnh những mặt lợi thì corticoid gây ra rất nhiều tác dụng phụ với sức khỏe khi người bệnh lạm dụng thuốc. Đặc biệt, việc lạm dụng, tự ý sử dụng thuốc giảm đau có chứa thành phần corticoid trong thời gian dài có thể khiến bệnh nhân bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng, trong đó phổ biến nhất là tình trạng suy thượng thận. Mặc dù sự việc này đã được các bác sĩ cảnh báo nhiều lần, tuy nhiên hiện có không ít trường hợp vẫn phải nhập viện điều trị vì chủ quan. Để chấm dứt những cơn đau do thoái hóa khớp, bệnh nhân này được chỉ định tiêm giảm đau ở một phòng khám tư tại Thái Nguyên. Tuy nhiên sau đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng phù toàn phần mặt. Tiêm thì nó lại tiêm nhiều quá. Tức là trong 3 ngày là tiêm 4 mũi. Sau đấy thì sau tiêm 4 mũi một cái là nó bị suy tuyến thượng thận. Đấy, tức là toàn cái mặt này này, nó to tròn ra, đấy, như một cái thớt luôn. Thế xong rồi hai má này nó đỏ hết, cổ kia nó đỏ hết lên. Còn bệnh nhân này cũng có triệu chứng tương tự vì suy tuyến thượng thận. Đây là hậu quả của việc sử dụng thuốc corticoid kéo dài. Trước đó bà đã thường đi mua thuốc về tự điều trị. Tôi đau. Thế là tôi mới đi hái lá thì tôi chườm tưởng nó đỡ, nhưng nó không đỡ. Thế là tôi tự đi mua thuốc, thuốc viên nó 20 viên một gói ấy. Uống thì bà cũng không thấy nó đỡ, mà cứ càng ngày chân tôi cứ thấy nó cương lên. Corticoid là nhóm hoạt chất có tác dụng kháng viêm mạnh, chống dị ứng, ức chế miễn dịch được sử dụng để điều trị trong nhiều bệnh lý khác nhau. Thậm chí rất nhiều người đã tự dùng các loại thuốc chế phẩm có chứa corticoid mà không qua thăm khám của bác sĩ. Bởi vì cái giảm đau nhanh đó nó giảm về triệu chứng, chứ không phải là điều trị bệnh. Đi kèm theo với các cái tác dụng phụ của chính bản thân cái kỹ thuật tiêm nếu không được đảm bảo. Ví dụ như bệnh nhân có thể bị nhiễm khuẩn trong quá trình thực hiện tiêm. Thứ hai là bệnh nhân sẽ có thể xuất hiện
các cái triệu chứng của các cái biến chứng do các cái thuốc nếu chúng ta dùng không đúng. Ví dụ như bệnh nhân bị teo cơ tại cái vị trí tiêm. Các bác sĩ cảnh báo việc dùng thuốc có chứa corticoid cần được chỉ định và giám sát bởi bác sĩ chuyên môn. Nếu tự ý sử dụng và lạm dụng, có thể đe dọa đến tính mạng của người dùng. Các chế phẩm corticoid sử dụng kéo dài thì gây ra rất nhiều các biến chứng như là đái đường, loãng xương, tăng huyết áp, rồi thứ phát sau dùng cái đấy nữa, rồi là các nhiễm trùng cơ hội. Và nếu mà bệnh nhân không kiểm soát thì vào viện trong cái tình trạng có thể là rất là nặng nề, suy thận thận cấp, nhiễm khuẩn cấp lên, có thể sốc nhiễm khuẩn, có thể sốc và tử vong. Corticoid thì nó là một cái thuốc rất là tốt nhưng mà nó có nhiều tác dụng phụ, cho nên là người bệnh không nên tự ý mua thuốc mà phải đi khám bác sĩ, và đặc biệt là cái thời gian dùng thuốc và liều lượng thuốc là phải tuân thủ đúng theo chỉ định của bác sĩ, để tránh tình trạng là hiện tại một số bệnh nhân thấy là cái thuốc nó có tác dụng tốt trên người ta cứ dùng mãi kéo dài, hết đợt này sang đợt khác, hết ngày này sang ngày khác, và dẫn đến là bệnh nhân bị các cái tác dụng phụ nặng do corticoid. Việc sử dụng corticoid như con dao hai lưỡi, vì vậy người dân cần có hiểu biết về công dụng cũng như tác dụng của loại dược chất này. Cần đọc kỹ thành phần, hướng dẫn sử dụng, cũng như thận trọng khi dùng thuốc để tránh tiền mất tật mang. Thời tiết đang vào thời điểm oi nóng khắc nghiệt làm tăng nguy cơ gặp phải những vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là đối với những người mắc các bệnh lý mãn tính, bao gồm các bệnh về tim mạch. Nếu không kiểm soát tốt huyết áp trong mùa hè, có thể dẫn đến những biến cố nặng nhất trong tim mạch, đó là đột quỵ não và nhồi máu cơ tim. Ghi nhận sau đây của phóng viên chương trình sẽ là thông tin cuối của Y tế trong ngày. Vốn có tiền sử tăng huyết áp, nhưng mấy ngày gần đây khi thời tiết nóng, bệnh nhân này cảm thấy chóng mặt. Mặc dù đã uống thuốc nhưng huyết áp bệnh nhân vẫn tăng vọt, vì thế phải đến viện cấp cứu. Trước khi nhập viện thì tôi bị tăng huyết áp, cảm thấy nó cũng chóng mặt. Nên sau khi nhập viện thì các bác sĩ cũng cho đi khám xét và đưa các cái phác đồ điều trị. Thì đến bây giờ cũng đỡ hơn rồi. Bệnh nhân vừa rồi là bệnh nhân nam, trẻ tuổi. Hiện tại bây giờ là về xu hướng chung thì tim mạch chúng tôi thấy là tỷ lệ bệnh nhân trẻ tuổi bị bệnh lý tim mạch rất nhiều. Và đặc biệt là hiện tại bây giờ bệnh nhân tim mạch do bệnh lý xơ vữa nó đang tiến triển và đang thay thế cái nhóm bệnh tim mạch do nhiễm trùng cũng như là bệnh bẩm sinh. Vì vậy là đây là một cái tình trạng đáng báo động. Hiện tại bệnh nhân nhập viện với tình trạng của tăng huyết áp. Sau khi được vào chẩn đoán và điều trị thì bệnh nhân đã kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên với tăng huyết áp thì là một bệnh lý điều trị dài hạn và rất cần sự phối hợp giữa bệnh nhân cũng như bác sĩ. Bệnh nhân cần tái khám một cách thường xuyên, điều trị những yếu tố nguy cơ, đặc biệt là điều trị béo phì, điều trị mỡ, kiểm soát mỡ máu, và đặc biệt là những yếu tố bệnh nhân có bị như là nội sống tĩnh tại, hút thuốc lá hay là các yếu tố tác động khác. Theo các bác sĩ, một trong những nguyên nhân làm gia tăng các biến cố tim mạch trong mùa hè đó là tình trạng mất nước, mất điện giải trong cơ thể. Thời tiết nắng nóng sẽ khiến cơ thể bài tiết mồ hôi nhiều hơn, cơ thể bị mất một lượng nước khá lớn, khiến nồng độ máu giảm, độ kết dính trong máu tăng cao, dễ dẫn đến những bệnh lý có liên quan đến máu, làm tăng nguy cơ cho tim và não. Vì thế, người dân cần hết sức lưu ý. Đều là do những hiện tượng do mất dịch, yếu tố tác động của thứ hai của bản thân cơ thể nội tại và đặc biệt là môi trường tác động. Thứ nhất là bù hồ dịch. Dịch đây là nước, lượng nước uống. Thứ hai là lượng nước uống tùy theo từng bệnh lý, cũng tùy theo cái cơ địa. Nhưng thông thường là lượng dịch đảm bảo làm sao phải 2 lít nước trong ngày. Trong cái chai La Vie, mình đã nói rõ, xin lỗi, cái La Vie thì cũng thì họ đã ghi là 4 chai trong một ngày. 4 chai một ngày là đủ lượng dịch trong cơ thể của mình. Cái thứ hai nữa là nếu bệnh nhân mà có, đặc biệt bệnh nhân tim mạch có sử dụng thuốc chống đông, thì cái việc mà quan tâm đến lượng dịch trong cơ thể là càng chặt chẽ. Nếu không thì cái nguy cơ mà tạo thành huyết khối trong lòng mạch, dẫn đến tắc mạch rất cao. Mùa hè đã bắt đầu và chúng ta cũng sẽ chuẩn bị những đợt nắng nóng đỉnh điểm. Vì thế, để tránh những biến cố đáng tiếc xảy ra, những người mắc bệnh tim mạch cần được theo dõi thường xuyên, uống thuốc đều và nên hỏi bác sĩ để có thể điều chỉnh liều cho phù hợp với thể trạng bệnh. Nếu có biểu hiện, triệu chứng khác thường, người bệnh nên đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị, tuyệt đối không được chủ quan.
Quý vị và các bạn đang theo dõi Chuyện Thường Ngày trên VTC 14. Thưa quý vị, để tái hiện hình ảnh cơm quê đến nhiều người, một chàng trai đã lập ra một kênh YouTube có tên là Ẩm thực Mẹ Làm. Hình ảnh hiện lên rất đỗi chân thật, gần gũi, chinh phục những người xem khó tính nhất. Cùng tìm hiểu về nhân vật đặc biệt này trong chương trình Chuyện Thường Ngày ngày hôm nay. Bàn chân thuần thoát. Thân hình nhỏ nhắn. Khuôn mặt mộc mạc với mái tóc đen được búi gọn. Bà mẹ 60 tuổi luôn là nhân vật chính trong các video với ngoại hình lam lũ, khác hẳn với những YouTuber đình đám khác trong lĩnh vực ẩm thực. Chuỗi video hiện lên với khung cảnh quen thuộc của vùng quê, hình ảnh đồng ruộng gắn liền với người nông dân, cày sâu cuốc mẫm, cùng ngôi nhà ngói cũ đơn sơ, ánh lửa bập bùng, khu vườn xanh mát, những hình ảnh bình yên đó đã chạm đến trái tim của nhiều khán giả. Một người chưa bao giờ đứng trước máy quay, ống kính, thế nhưng giờ đây, việc này đã trở nên quen thuộc, gắn bó hàng ngày. Ẩm thực mẹ làm thì đầu tiên là gia đình mẹ con nhà tôi làm từ tháng 3 năm 2019. Thì cơ duyên là con trai tôi là đầu tiên là đi chụp ảnh. Thì dần dần là xa nhà, thì dần dần là Hùng về thì thấy tôi làm những cái món ăn, thì mới lại công việc hàng ngày. Thế là Hùng quay lên, thì rồi đăng lên thì thấy mọi người cũng là xem và đăng ký. Thế là cứ dần dần tăng lên, thì là Hùng bắt đầu lại cứ tiếp tục làm. Thế là tôi cũng làm và ủng hộ cho Hùng. Thì tôi vốn dĩ là một người quê nông dân, thì đi làm biết thì cũng không cần là đẹp đẽ, thì chỉ cần đơn giản bình thường thôi. Thì đi ra đồng áng mới nấu ăn thì chỉ cần đơn giản thôi, không cần là đẹp như là đi chơi ngày đó như mọi người khác. Và người đứng sau mỗi video đó chính là chàng trai có làn da nâu chân chất, Đồng Văn Hùng, sinh năm 1996. Các video này đều được thực hiện bởi một tay Hùng như món quà kỷ niệm dành tặng cho mẹ của mình, một người mẹ ở vùng nông thôn Bắc Bộ, chịu khó tảo tần. Cái ý tưởng mà bắt đầu mình xây dựng ra kênh Ẩm thực Mẹ Làm này cũng bắt nguồn từ một cái lý do rất là đơn giản thôi. Đó là cái lý do là mình nhớ về những cái bữa cơm của mẹ mình nấu. Tại vì lúc trước mẹ mình ở nhà một mình, mình thì làm trên thành phố, xa nhà, thì sau một khoảng thời gian mình đi xa nhà, mình sống trên thành phố, mình cảm thấy là công việc rất là bận rộn và mình không thể nấu ăn được những cái bữa ăn nó hẳn hoi ấy. Thì mình phải toàn ra ngoài hàng, ngoài quán để ăn thôi. Thì sau một cái khoảng thời gian mà mình ăn ngoài nhà hàng quá nhiều ấy, thì mình cảm thấy là không cảm thấy ngon nữa, và mình nhớ về những cái bữa cơm của mẹ mình nấu. Thì một lần tình cờ là mình về quê, mình nhớ nhà quá, mình về quê và mình cầm theo chiếc máy ảnh từ trên thành phố về nhà, thì mình quay lại những cái mình thấy mẹ mình làm việc ở trong bếp ấy, cũng như là ở cả ngoài vườn, thì mình có chiếc máy ảnh trong tay, thì mình quay lại những cái hoạt động đấy của mẹ để làm kỷ niệm ấy. Thì sau đấy thì mình chia sẻ lên mạng xã hội thì thấy mọi người bình luận ủng hộ rất là nhiều. Thế xong mọi người cứ bảo là bạn quay thêm nhiều những cái video ý nghĩa như thế này nữa đi để mọi người ủng hộ. Thế là dần dần là mình cứ quay nhiều những cái video đấy. Thì dần dần bắt đầu là đến nay cũng được 5 năm rồi. Thì mình bắt đầu sản xuất từ 2019 là những video đầu tiên. Và đến bây giờ được 5 năm thì mọi người ủng hộ mình
rất là nhiều từ những cái bữa cơm đấy. Thì kênh ẩm thực mẹ làm ra đời từ khoảng 2019. Những cái món ăn trên kênh của mình ấy, thì là những cái món ăn hàng ngày thôi, là gần như là có gì quay đấy. Mẹ mình nay nấu món khoai thì mình quay khoai, mai mẹ mình nấu món bánh đúc thì mình quay bánh đúc, và mai mẹ mình làm những công việc hàng ngày gì trong vườn, trong ra đồng thì có gì mình quay đấy cũng, chứ còn không phải lên kịch bản nội dung quá là nhiều, gần như là ở quê là có gì mình quay đấy. Tôi thì cũng là một người cũng là ở vùng quê nông thôn từ nhỏ đến giờ, thì tôi cũng thường thường là làm những cái món ăn từ trước đến giờ, là mẹ mình cũng từ bắt đầu từ mẹ mình, cụ là sinh ra mình là cũng ở quê, cũng làm ruộng đồng, thì mình cũng là cũng bắt nguồn từ đấy, thì cũng làm toàn những cái món mà ở quê mình làm ra, ví dụ như là trồng rau, trồng lúa, rồi thì chăn nuôi cũng đều là ở quê mình ra cả. Có thể nói, những đoạn video của ẩm thực mẹ làm thường rất ít lời thoại, cũng không đưa thông điệp nào cao siêu, nhưng chạm đến trái tim của người xem bởi những điều rất thật. Người tha hương được trải lòng, thỏa nỗi nhớ thương quê nhà, cuộc sống vùng nông thôn với những cánh đồng lúa vàng và mùa mênh mông bát ngát. Với ánh trăng rằm sáng vằng vặc là những ngày chăn bò, lội ruộng, hái rau, bắt ốc. Những điều tưởng như quá thân thuộc với người nông dân, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Rất đỗi thân thương, bình dị, gợi lên bao xúc cảm với bao người. Trong ký ức của nhiều người, hình ảnh bữa cơm gia đình luôn gắn liền với những bữa ăn đầm ấm, tiếng cười nói rộn ràng và những món ăn quen thuộc. Đó có thể là mùi thơm của đĩa cá kho tộ, tôm diêm, rau muống xào tỏi hay nồi cơm trắng nóng hổi. Mỗi món ăn đều mang trong mình một câu chuyện, một kỷ niệm khó quên. Đặc biệt, đối với những người xa quê lên thành phố lập nghiệp, thì mâm cơm gia đình là thứ gì đó rất xa xỉ. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube ẩm thực mẹ làm đã có mốc hơn 1 triệu người đăng ký với hàng loạt các video triệu view. Lúc bắt đầu mà mình up một cái video đầu tiên lên trên kênh ấy, thì được mọi người ủng hộ rất là nhiều, và sau khoảng 3 tháng thì kênh của mình đã đạt được 100.000 người theo dõi rồi. Và lúc đấy là đúng thời điểm Covid ấy, mọi người lại xem kênh của mình rất là nhiều, mọi người cũng bình luận là xem kênh của bạn rất là nhớ nhà và nhớ gia đình, nhớ những bữa cơm ấy, tại vì đúng cái kênh của mình lại rơi vào đúng cái thời điểm mà xã hội đang bị cách ly ấy, thì mọi người lại càng nhớ về nhà nhiều hơn. Thì chính từ những cái lúc đấy thì kênh của mình bắt đầu với lại có lượt sub với lượt xem tăng vọt lên. Video cắm mốc lượt view cao nhất là món ăn canh cá rô phi với 3,9 triệu lượt xem, đã được chỉ sau 1 năm làm kênh. Từ lúc bắt đầu mình xây kênh ấy, thì cũng chỉ là một lý do tình cờ thôi, nhưng mà sau khoảng thời gian hai mẹ con nhà mình cố gắng ấy, thì mọi người yêu quý và ủng hộ gia đình nhà mình nhiều quá, mình không biết là nói gì nữa, chỉ biết là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì từ chính những cái nội dung mà mình với mẹ quay ra quay phim ấy, thì mình cũng mong muốn rằng là góp một phần nào đó để quảng bá được cái nét đẹp quê hương của Việt Nam, nét đẹp về ẩm thực, về con người của Việt Nam đến với bạn bè trong nước và nước ngoài, có thể là biết đến Việt Nam mình tươi đẹp như thế nào. Ok, cũng ngồi xuống quạt đi. Trái ngọt sau hành trình dài, đưa chất thôn quê chạm đến trái tim khán giả, các video ra đều nhận được phản hồi tích cực. Tháng 10 năm 2020, ẩm thực mẹ làm đã trở thành kênh YouTube đại diện Việt Nam thi YouTube FanFest 2020. Trước đó, cuối tháng 5 năm 2020, ẩm thực mẹ làm được YouTube chọn để giới thiệu đến người dùng thế giới thông qua tài khoản Twitter chính thức của mình.
Đây là lần hiếm hoi một kênh của nhà sáng tạo nội dung Việt Nam lọt vào mắt xanh mạng xã hội video đình đám thế giới này. Đặc biệt, mới đây kênh được tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách Top 30 gương mặt trẻ dưới 30 tuổi nổi bật nhất năm 2024 của châu Á. Thì mình cảm thấy rất là bất ngờ. Mình không nghĩ là chính những cái công việc hàng ngày đơn giản, những cái mà mình đã với mẹ cùng nhau làm xây dựng kênh ấy, thì lại nhận được sự yêu mến và ủng hộ của mọi người nhiều như vậy. Thì mình đạt được cái danh hiệu này mình cảm thấy rất là vui. Mình không nghĩ là trong đời mình có thể là đạt được cái danh hiệu như thế này và đạt được cái sự yêu mến của mọi người nhiều như vậy. Đến bây giờ cũng là mấy năm rồi, thì mẹ con nhà tôi làm đến bây giờ đúng là tôi cũng thấy là con mình cũng là một người cũng đã trưởng thành rồi, cũng làm ra được những cái thành tích như thế thì tôi cũng rất là tự hào. Với sự cố gắng chịu thương, chịu khó, không quản ngại nắng mưa để mang tới những nội dung ý nghĩa cho bạn bè trong nước và quốc tế. Sau từng ấy thời gian, chàng trai trẻ đã tích góp, báo hiếu mẹ bằng ngôi nhà rộng, khang trang. Từ khi mà mình với mẹ sản xuất các nội dung trên mạng xã hội thì cũng nhận được sự ủng hộ và yêu quý của mọi người rất là nhiều. Thì mình với mẹ rất là biết ơn cái sự ủng hộ đấy của mọi người. Thì trong quá trình làm đấy thì mọi người ủng hộ mình nhiều quá thì gia đình mình cũng có thêm, thứ nhất là về kinh tế này, thứ hai là được mọi người biết đến nhiều hơn, và cũng các bên báo đài cũng nhận được sự quan tâm của yêu thương và đến với gia đình nhà mình. Thì sau khi đấy là mình làm, trong quá trình làm 5 năm thì mình cũng làm YouTube, mình cũng tích được một số tiền. Và cả lúc trước là mình làm chụp ảnh với lại làm công nhân nữa thì mình cũng xây được một căn nhà cho mẹ mình để có một cuộc sống, gia đình nhà mình có một cuộc sống tốt hơn. Với mong muốn viết lên những thước phim chân thật, giản dị để qua đó khơi gợi lại những điều tưởng chừng như không còn nữa, nhưng thật ra nó vẫn còn trong cuộc sống của chúng ta. Lúc ban đầu ấy, mình xây dựng kênh ẩm thực mẹ làm này cũng chỉ là bắt nguồn từ lý do là mình muốn lưu giữ lại những cái khoảnh khắc về mẹ mình thôi. Thì sau đấy thì được mọi người ủng hộ nhiều quá, thì sau khi mà được kênh đã sau 3 tháng được khoảng 100.000 lượng người theo dõi thì mình cảm thấy là đây cũng là một cái công việc để mình có thể là trở về quê để mình có thể là cùng mẹ làm việc được. Và sau khi đấy thì mình mới nhận thức rằng là cái chính những cái bữa cơm gia đình đấy cũng góp phần là giúp cho mọi người đỡ nhớ nhà hơn và nhớ quê hương hơn. Thì từ đấy là em bắt đầu mới có mục tiêu là mình với mẹ sẽ cố gắng hơn và cùng nhau xây dựng cái kênh ẩm thực mẹ làm này để cho nhiều người biết đến hơn nữa, cũng là vừa góp phần là quảng bá ẩm thực của Việt Nam cũng như là nét đẹp quê hương của mình đến với mọi người trong nước và ngoài nước biết đến là Việt Nam mình tươi đẹp như thế nào. Đối với kênh ẩm thực mẹ làm thì đối với huyện Phú Bình là rất vinh dự, vì là kênh đó thì là người con của Phú Bình. Thế thì khi mà được biết là cái kênh ẩm thực mẹ làm được lan tỏa rất là rộng, không chỉ trong nước mà thế giới, thì chúng tôi cũng rất là vui mừng và cũng rất là phấn khởi và tự hào. Và đặc biệt là các sản phẩm của Phú Bình thì lại được kênh ẩm thực mẹ làm cũng lan tỏa rộng khắp trên cả nước và trên thế giới. Thế thì trong cái năm 2023 thì cái kênh ẩm thực mẹ làm thì chúng tôi cũng đã phối hợp để trong cái chương trình xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp của địa phương, và tiếp tục trong năm 2024 thì chúng tôi cũng sẽ dự định là sẽ phối hợp tiếp tục và để lan tỏa những cái sản phẩm của Phú Bình đi cả nước và thế giới. Khởi đầu từ chính nét bình dị của thôn quê, Đồng Văn Hùng đã thành công từ chính nhịp sống đơn sơ, mộc mạc, bình yên vốn có của làng quê và hình ảnh người mẹ tần tảo. YouTuber là một nghề mới xuất hiện cùng với sự phát triển của công nghệ số. Những YouTuber trẻ như Đồng Văn Hùng với việc lan tỏa thông điệp tích cực là một bài học về sự kiên định trong theo đuổi đam mê. Mỗi người đều có một cách khác nhau để thể hiện tình yêu với quê hương mình, và với người trẻ sinh ra từ làng như Đồng Văn Hùng đã đưa hình ảnh ẩm thực đồng quê Việt Nam ra thế giới theo cách của một người trẻ 4.0.
một đợt nắng nóng nghiêm trọng đang quét qua các vùng rộng lớn của Ấn Độ với nền nhiệt cao nhất vượt trên 52 độ, cao chưa từng thấy trong lịch sử nước này. Các shipper hay người giao hàng là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp khi phải phơi mình dưới cái nắng thiêu đốt để thực hiện các đơn đặt hàng. Trước cửa quán ăn, Dugesh Chaturvedi và đồng nghiệp đang chờ đợi lấy đơn đặt hàng, sau đó rong ruổi trên đường phố để giao cho khách. Dưới cái nắng như đổ lửa, cách duy nhất để họ chống nắng chỉ đơn giản là đội mũ, quàng khăn che kín tay và đầu. Làm việc dưới cái nóng như thế này rất khó khăn. Chúng tôi phải quàng khăn và đội mũ bảo hiểm để bảo vệ mình khỏi cái nóng này. Chúng tôi mang theo chai nước bên mình vì làm việc trong điều kiện như vậy không hề dễ dàng. Mặc dù đã cố gắng che chắn kỹ, nhưng nhiệt độ hơn 50 độ C ngoài trời khiến xe máy và điện thoại di động của họ nóng ran. Những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi dưới bóng râm không đủ giúp công việc của họ bớt khó khăn hơn. Rất vất vả, điện thoại di động nóng ran lên, nhiều khi chúng tôi phải di chuyển cả chục cây số cho mỗi đơn hàng, xe máy thì bỏng rát mỗi khi ngồi lên, trời nóng gần 50 độ, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài làm việc. Nắng nóng kéo dài tại miền Bắc Ấn Độ khiến trường học ở một số thành phố và thị trấn phải đóng cửa. Các bệnh viện cũng ghi nhận số ca say nắng tăng đột biến, đặc biệt là đối với người lao động làm việc ngoài trời. Ấn Độ đã phải vật lộn với nhiệt độ cao bất thường trong mùa hè này và cơ quan thời tiết cho biết nắng nóng có thể sẽ tiếp diễn ở một số khu vực, bao gồm cả thủ đô New Delhi, cho đến thứ Tư. Theo quy định của cơ quan khí tượng Ấn Độ, đợt nắng nóng gay gắt được tuyên bố khi nhiệt độ tối cao hơn bình thường từ 6,5 độ C trở lên. Hàng nghìn người dân cũng như du khách quốc tế đã đổ về đường phố của quận Manhattan, thành phố New York của Mỹ để tận mắt ngắm nhìn cuộc trình diễn ánh sáng đẹp mê hồn của mặt trời lúc hoàng hôn. Sự kiện này chỉ diễn ra 2 lần mỗi năm, thu hút ngày càng nhiều người đam mê thiên văn học. Hiện tượng Manhattan Hands được gọi là hoàng hôn Manhattan hay điểm chín Manhattan. Đây là một sự kiện tự nhiên chỉ xảy ra 2 lần mỗi năm tại thành phố New York. Vào thời điểm này, mặt trời lặn sẽ nằm thẳng hàng với các tuyến phố Đông Tây thuộc mạng lưới đường phố chính tại quận Manhattan, tạo nên khung cảnh vô cùng độc đáo. Nhiều người đổ xô ra đường phố để chiêm ngưỡng cảnh tượng ngoạn mục này và ghi lại những khoảnh khắc khó quên. Theo đó, mặt trời như quả cầu lửa chói chang lặn dần sau những tòa nhà chọc trời cao tầng, tạo nên khung cảnh vô cùng ấn tượng. Đi trên các con đường từ 14 đến 57, du khách sẽ được chiêm ngưỡng quả cầu lửa rực sáng giữa các tòa nhà chọc trời. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời nhuộm đỏ các tòa nhà xung quanh, tạo hiệu ứng thị giác như hoàng hôn buông xuống thung lũng. Nhưng thay vì núi non, ta lại được chiêm ngưỡng những tòa nhà chọc trời hùng vĩ và thung lũng được thay thế bằng những con đường thẳng tắp. Màn trình diễn ánh sáng của tạo hóa này có một phần sắp đặt của con người, bởi đường phố Manhattan được chia theo ô bàn cờ kiểu Hy Lạp cổ và được bố trí ở góc 29 độ rất đặc biệt, chung với hướng đông chí và hạ chí ở vùng vĩ độ 40 độ Bắc. Năm nay, hoàng hôn đầu tiên của Manhattan Henge diễn ra một phần vào ngày 28 tháng 5 và rõ nét nhất vào ngày 29 tháng 5. Sau đó, Manhattan Henge diễn ra một lần nữa vào ngày 12 tới 13 tháng 7. Trung Quốc là một trong những quốc gia tích cực tham gia vào cuộc đua phát triển xe ô tô tự lái. Để xây dựng dữ liệu, ngoài phát triển công nghệ, phải thu thập thông tin bằng nhiều cách khác và lập bản đồ là một trong số đó. Rong ruổi trên chiếc xe máy cùng thiết bị định vị để lập bản đồ lái xe tự động Ping là một nghề mới nổi đang bùng nổ nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng tăng cho công nghệ lái tự động ở Trung Quốc. Nếu tốc độ xe quá nhanh, các điểm đánh dấu trên mặt đất lúc quét radar sẽ bị mờ, dẫn đến sai sót trong các bước tiếp theo như định vị bản đồ và xác minh địa điểm. Xe quét dữ liệu bản đồ không được đi song song với các xe khác và phải duy trì khoảng cách khoảng 10 mét so với xe phía trước. Tốc độ cũng được quy định chặt chẽ là 30 km một giờ trên đường thông thường và 20 km một giờ tại các giao lộ để thu thập thông tin địa lý chính xác nhất. Những làn đường dành cho xe thô sơ, đường hẹp và có người đi bộ khiến xe bản đồ chuyên dụng không thể đi vào. Khi đó, những nhân viên phải thay nhau mang thiết bị radar nặng hơn 15 kg và đi xe máy điện để hoàn thành nhiệm vụ.
Với sự phát triển của công nghệ xe kết nối thông minh, xe tự lái đã thu hút giới trẻ vào các ngành nghề mới như kỹ thuật viên nhập liệu bản đồ và phân tích dữ liệu. Tôi chưa bao giờ mơ ước mình có thể trở thành kỹ sư với trình độ học vấn thấp. Cả gia đình tôi, nhất là người lớn tuổi, đều rất tự hào khi biết tôi làm công việc này. Theo dữ liệu từ dịch vụ tuyển dụng trực tuyến jobin.com, số lượng vị trí việc làm trong ngành phát triển xe tự hành đã tăng gấp đôi trong khoảng từ năm 2020 đến 2023. Nhóm nghiên cứu và phát triển xe tự hành tại công ty công nghệ tự lái ở Trung Quốc hiện có hơn 40 người và vẫn đang mong muốn tuyển dụng thêm các tài năng trẻ. Tại Mỹ, một xu hướng đang được nhiều người trên mạng xã hội ủng hộ mạnh mẽ có tên là No Buyer hay một năm không mua hàng. Thử thách này giúp nhiều người tiêu dùng có thể kiểm soát được việc chi tiêu và cắt giảm việc mua sắm hoang phí. Quy tắc No Buyer rất đơn giản, không mua những mặt hàng không thiết yếu. Điều này đồng nghĩa với việc không mua giày dép, các sản phẩm làm đẹp hay hạn chế những hành vi mua sắm tùy hứng trong 12 tháng. Xu hướng này đang trở nên phổ biến trên TikTok. Những video kiểu này đã nhận được hàng trăm ngàn lượt xem và làm thay đổi thói quen mua sắm của nhiều người. Những người tham gia còn trực tiếp thảo luận về những khó khăn tài chính của mình để cùng tìm ra giải pháp vượt qua tình trạng hiện tại. Tại Argentina, rất đông người đã đổ về thủ đô Buenos Aires để tham gia lễ hội truyện tranh Comic-Con. Đây cũng là dịp nhiều hãng phim quảng bá các tác phẩm mới nhất của họ. Cosplay hay hóa trang thành nhân vật phim là phần không thể thiếu ở Comic-Con. Các bộ phim được nhiều người cosplay bắt mắt, gồm có Chiến tranh giữa các vì sao, Trò chơi vương quyền và Maleficent, cùng với nhiều tác phẩm đặc sắc khác. Đối với những người hâm mộ Comic-Con thì lễ hội tại Buenos Aires là một trong những sự kiện hấp dẫn nhất thế giới. Đây còn là dịp để các nghệ sĩ lồng tiếng, các nhà thiết kế, nghệ sĩ trang điểm giao lưu. Sự kiện có một loạt các bài thuyết trình, hội thảo và cuộc thi đặc biệt tạo sân chơi cho người hâm mộ, có thể gặp gỡ những người cùng chung sở thích. Ban tổ chức ước tính có hơn 100.000 người đã dự Comic-Con tại Argentina năm nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức đáng chú ý trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua. Ở phần cuối của bản tin, biên tập viên Thảo My sẽ mang đến những thông tin thời tiết đáng chú ý. Vâng, xin mời chị. Vâng, xin chào trường quay, xin chào quý vị khán giả. Thủ đô Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì mưa rải rác trong sáng nay, nền nhiệt khoảng từ 26 cho đến 27 độ. Đến trưa chiều nay, mưa giảm, trời nắng gián đoạn, vì thế nền nhiệt sẽ tăng lên mức từ 32 cho đến 33 độ. Do độ ẩm vẫn còn cao nên cảm giác oi bức vẫn duy trì. Ở miền Trung, thành phố biển Đà Nẵng dù nằm gần biển nhưng hôm nay thời tiết cũng khá oi bức. Do trời nhiều mây, nắng gián đoạn, mưa rông cũng xuất hiện rải rác cùng mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay là khoảng 34 cho đến 35 độ. Về tối và đêm, nhiệt giảm còn 27 đến 28 độ. Tương tự ở phía Nam, từ sáng đến chiều, thành phố Hồ Chí Minh trời nắng, trưa chiều oi bức với mức nhiệt cao nhất lên mức từ 34 cho đến 35 độ. Về chiều tối, mưa dông xuất hiện, cục bộ có lúc mưa to đến rất to, đi kèm với dông sét và gió giật mạnh, quý vị cần lưu ý. Và khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.